Chào hết cả nhà ha. Chúc cái nhà ngày mới sức khỏe nha. Hôm nay mình sẽ review con gói nâng cấp của Omly này nha. Thì mình nói sơ qua em mẫu mã của Omly này gì đi. Thì phần số đích đó nè. Đó vậy đó ha. Thấy cũng gọn gàng ha. Cái model này ha. BA203S ha. 203S. Master Sheet ha. Cao kê và lọc vào. Thì cũng rất là mới. Nghe câu ly này thì mình mới nhận ngày hôm qua. Nhưng mà trước khi mình tới nhà khách thì mình bữa đó mình gấp quá, hôm qua gấp quá, lu bu quá, mình không có lật máy điện thoại ra mình review lại cái nhà xem cái hiện tượng đó. Ha, đầu tiên khách mình kể lại cho khách nói là đầu tiên khách nói là mở lên nó hát. Một bên nghe được mà một bên nghe ngạt nhạt mà kỳ kỳ lắm, nó không có trong không chẻo hết trơn á, nó như hát bên lớn nhỏ khi không vô luôn vậy đó ha. Và khách kêu xuống kiểm tra thùng luôn. Thì mình xuống mình kiểm tra thùng thì mình thử lên á thì kết nối thì đàng hoàng Bluetooth vô thử á. Kết nối Bluetooth thì thử nè ha. Thì máy lên nó mở lên nó hát á thì bên lớn bên nhỏ mà hơi ngạt ngạt ha. Thì mình kiểm tra thùng là thùng không có bị gì hết. Thì mình nghi ngờ cái Omly. Thì mình mở ra mình vệ sinh thì nó bị dơ mấy cái nút này nè cả nhà. Cái nút chuyển đổi AB này ha, nút tín hiệu vào đó. Đó mình xịt rửa mấy cái nút nhấn này hết ha. Rồi mình thử lại. Mình thử lại thì hát ngay trong chẻo. Hát trong chẻo nha, nhưng mà một bên hát không hát ha. Thì cuối cùng kết quả đường dây chuyền từ Bluetooth nó bị đứt. Mình thay cái khác vô thì mình thử thì hát ok hết. Nhưng mà khách nói hát hơi lớn quá trời là hát, hơi lớn quá cái tiếng đó. Bị sụm nguồn á. Tiếng nghe không được trong chẻo á, bị sụm nguồn á. Mà khách nói là lúc mới hát im lắm, nghe trong lắm. Tới nó về cũ rồi nó hát nghe không được trong chẻo ha. Thì mình mở ra kiểm tra bữa họ tại nhà khách đó, thì bữa khách mình chỉ cho khách này nọ, mình đo nguồn cho khách thấy luôn cái trường hợp vậy vậy đó, bị hay là nó hát vừa được nửa ra là nó sụp nguồn rồi ha. Tụ thì thấy không có phù, mình thấy nó còn bỏ khoảng trống để nâng cấp tụ rồi đó. Thì mình sẽ mở ra mình chỉ cho cả nhà xem ha. Chỗ chân chỗ tụ này mình thể nâng cấp được rồi ha. Nhớ tóm lại cái con máy này cũng dày dặn lắm cả nhà. Ha, dày dặn lắm ha. Mình sẽ mở ra cho cả nhà xem bên trong ha. Cho cả nhà xem bên trong. Cho cả nhà xem bên trong đây. Đó, hình dáng đó nè. Ha, nguồn thấy im lắm cả nhà, sắc sảo lắm ha. D thì xài D718 nha. Một kênh là 6D ha. Ha, cái kết hợp với mạch ở dưới này ha. Đây. Cả nhà xem kỹ nha. Đây nè, hai con tụ này á là nó không có bị phù gì hết ha. Nhưng mà nó hát mới có nửa ga, chưa được nửa ga mà điện thế nó kim nó nhịp nó quá trời nhịp luôn ha. Không đủ lọc nguồn ha, tụ bị khô dầu ha. Rồi nó bỏ phản trống đây nè, còn hai con tụ nữa nha cả nhà. Ha. Đó, bỏ hai con tụ nè. Mạch này là đúng ra là thiết kế đúng của nó luôn nè. Đúng nó luôn mà đúng ra là nhà sản xuất phải gắn thêm hai con tụ này vô nè, hắn còn chỉnh còn hay nữa. Nguồn này thấy êm lắm. Nhưng mà gấp ăn gian ha, cái hai con tụ không. Biển bị khô tụ ha, không đủ tụ lọc ha, hát nó không được hay ha. Mình sẽ bỏ hai con tụ này và mình nâng cấp thêm hai con thì ha. Là song song là 4 con. Đó là ok. Nên mình sẽ làm. Đây là cả nhà ha, con này em mình mới nâng cấp hoàn thành ha.
đây đang cấp nè, mình đang á tụ nè ha, nó có hai con tụ rồi mình bỏ ra nè ha, mình làm hoàn thành ở trên mình sẽ view lại cho cả nhà xem đây đó. Hai con tụ này có 6800 nha, 63 won ha, 6800 63 won. Mình sẽ thay lại tụ là 10.080 won ha, mà nó có hai con ha, hai con rồi mình gắn thêm hai con tại nó còn khoảng trống ha. Nguồn thì trà bá rồi ha, nguồn trà bá luôn, nguồn 15-18 bè lận, nguồn quá chuẩn luôn, mà nhưng mà có tụ gì mà nhỏ xíu à ha, mình sẽ nâng cấp lên đó. Rồi mình sẽ gắn quạt, hai cái quạt thêm nè, đây một quạt ha, bên đây quạt đó ha. Rồi cái Bluetooth này của khách hàng ha, khách hàng kêu nói là độ chế trong luôn. Đây mình gắn thêm nguồn 5V ha, nguồn 5V ha, mình câu 5V đây ha. Rồi mình đổ chế trong bắt vô cặp đây ha, rồi mình hát nè. Hiện giờ đang có nguồn đang chạy, đang hoạt động tốt này ha. Đó, nó gì đang hoạt động tốt á. Rồi mình mở là mình thử nè ha, mình thử mình cho cả nhà xem ha. Cái lúc mà cái đồng hồ, lúc mà chưa thay tụ, đồng hồ nó nhịp trên lệch cái 50V lận đó. Lúc mình hát cả nửa ga là nó đánh bát, nó nhịp mất điện thế dao động gì luôn ha. Rồi bây giờ mình coi điện thế nó có dao động luôn ha. Cái lúc đó là mình lubu quá, mình không có view cho nhà cùng xem cái lúc mà bị mất điện thế á. Lúc đó mình làm lại nhà khách tối quá, lubu quá trời, mở ra cái tốc hành cái lay quay mình giọt à. Bữa đó khách lubu, mình không có view nhà. Để bữa nay mình đem về cửa hàng rồi mình lãnh, mình nâng cấp tụ quạt gió lên, rồi mình gấp bằng Bluetooth ha. Lúc mà bị dặn cả nửa ga là cái nó nhịp rất là cao luôn. Lúc mà mình đo là đo cái kim đồng hồ nè, nó nhịp trên lệch là 5-6 won luôn đó. Còn qua đo đồng hồ điện tử mình ha, cả nhà thấy ha, mình hát lớn lên nó đâu có độ nhịp của nó ha, chỉ là không phải mấy won thôi ha, quá ok cả nhà. Ở trường hợp này mà cả nhà thấy hát nó bị hát lớn lên, nó bị ghè, bị ù rồi đó ha, cái nhìn thiếu nguồn ha, thì cả nhà có thể kiểm tra cái ly mình là tụ, cả nhà kiểm tra ly mình để lâu quá mà ha, tụ dáng thấy nó cũng không có phù gì trơn á, nó vẫn bình thường. Mà hát cái trường hợp mà hát nguồn nó hát nổi mà quýnh nghe không hay ha. Lúc đầu mình khen ly mình quýnh rất là hay, sau này ly mình quýnh không được hay ha, thì cả nhà có thể kiểm tra nguyên nhân này ha, do mấy con tụ lọc mà nè, bị khô dầu mỡ ha, khô dầu mỡ ha, mình nên thay cái mới ha. Mình thay cái mới mình là thay số cái sĩ số của won cũng lớn mà số mi nó cũng lớn luôn ha. Đó, mình thay là lớn trời ha, bỏ trống ha, mình nâng cấp lên luôn ha, là 4 con đó. Mình view cả nhà cùng xem là như là cái âm ly mình là nâng cấp là như thế đó, nâng cấp tụ nha, nâng cấp cụ với quạt gió. Còn phần Bluetooth thì mình thêm theo yêu cầu của khách thôi, tại giờ là khách còn cái bộ Bluetooth gời thứ này, khách kêu gắn liền trong máy cho nó gọn luôn. Thì mình khách tiết kiệm, mình có hướng dẫn khách không phải là gáp nguyên bộ Bluetooth lại đang chỉnh bằng phím nè, chế cho mặt nạ này hoặc là phát mặt lỗ mặt nạ này có phím bấm đồ nguyên bo nghĩ là nó tính ra nó hay hơn. Còn cái này dạng nó có sẵn nha, có sẵn mới làm được, mới làm cái chế kiểu này nha cả nhà. Cái nhà thấy xấu thiệt, nhưng mà cái đó là cũng như cái bắt buộc ha, mình theo yêu cầu của khách hàng ha. Đó, mình làm này cũng tiết kiệm nha, là mình xài mấy lúc Tết này cũng ngon lắm nha cả nhà, không phải tệ đâu nha. Thùng 2 tấc 2 tấc rưỡi luôn, bún nằm mầm nha. Rồi mình review cả nhà xem cái mình nâng cấp là tụ này như vậy đó ha. Cái âm ly mình bị tiếng hát lớn bị ngạt đó ha, ghè ngạt đó ha, không hay đó ha, thì nó do thiếu nguồn nữa ha. Rồi cả nhà thấy thú vị hay thì cả nhà cho mình like, chia sẻ mà cùng xem. Còn cả nhà chưa đăng ký nhớ đăng ký, ấn chuông để theo dõi những video của mình biết
những cái gì, những cái hay mình sẽ chia sẻ cả nhà cùng xem ha, tham khảo ha, cùng góp ý kiến ha, cùng học hỏi nhau cả nhà. Bye cả nhà ơi.